sáng mình vẫn có cơ hội. Vâng. Ví dụ anh hôm nay có 2 đơn là tối quay ra rồi. Thế là họ. Anh mới bảo bán. Hôm qua em có, ví dụ hôm nay có 2 đơn trăm là từ khách của hôm qua. Đó, nên là anh em cứ biết cái tầm nào mà. Hôm nay là mấy đơn? Nay 3 đơn. 4 đơn. 4 đơn. 3 đơn 370 và 1 đơn 1 đơn. Tức là 4 đơn có 2 đơn trăm thì hôm qua. Đó, nên là anh xem đầu tháng là mình đang được ứng nên cứ viết mà lấy data làm chạy. Còn trường hợp như tháng trước là mình bị mất cái khoảng thời gian đầu tháng. Nó nhiều mấy rồi? À, hôm nay ạ. Hôm nay thì nhớ là tốc độ là 13 mét rồi đấy, tại chắc khoảng được 20 mét. Tối đi tiếp 4 đơn là ok này. 4 đơn hôm qua, có cả đơn trăm à? 7 đơn trăm rồi. Qua 2 đường trang, 2 đường mới hôm nay 20 mét được 2 đường là cái gì để người chọn. Đấy thì anh em nghiên cứu về vít thì tại vì nếu có cam ngon là cứ vít thôi. Để ngân sách khoảng 600-800 vít buổi tối, nhưng mà phải kê, nó thốc ác lắm. Ngân sách được tiêu trong một ngày là khoảng 3 triệu. Mình chỉ cần tối ưu mình tiêu dưới 3 triệu. Không, kể nào. Nhưng mà doanh thu ấy, cơ bản là chuỗi doanh thu ấy.